Thưa quý vị, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đến Kiev trong ngày 2 tháng 7 trong chuyến thăm Ukraine đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine nổ ra và kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky xem xét lệnh ngừng bắn đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Đại diện Ukraine cho biết nước này không chấp nhận đề xuất trên. Chi tiết ra sao, mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ về chuyến thăm Kiev, Thủ tướng Orbán tiết lộ, chuyến đi này nhằm hiểu rõ hơn về cách hỗ trợ chính phủ Ukraine Thủ tướng Hungary coi cuộc chiến ở Ukraine là vấn đề quan trọng nhất đối với châu Âu hiện nay và tin rằng vấn đề này sẽ tiếp tục như vậy trong 6 tháng Hungary lãnh đạo Hội đồng EU. Ông Orbán cho biết, mục đích chuyến thăm của tôi là để tìm hiểu xem chúng tôi có thể giúp đỡ Ukraine như thế nào trong 6 tháng tới. Ông cũng muốn nhân chuyến thăm để thảo luận về tình hình của người thiểu số Hungary ở Ukraine và tìm cách giúp đỡ họ. Trong một tuyên bố với các phóng viên sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, Ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suy nghĩ xem liệu có thể đào ngược trật tự và đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình bằng việc thực hiện lệnh ngừng bắn trước hay không. Ông Orbán phát biểu rằng, một lệnh ngừng bắn gắn liền với thời hạn chót sẽ mang tới cơ hội đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi đã khám phá khả năng này với Tổng thống Ukraine và tôi biết ơn những câu trả lời trung thực cũng như trao đổi của ông ấy. Báo The Kiev Independent ngày 3 tháng 7 cho biết thêm, Thủ tướng Hungary đã ca ngợi các sáng kiến hòa bình của Ukraine nhưng đồng thời cũng cho biết rằng chúng mất quá nhiều thời gian. Báo trên cũng dẫn phát biểu của phó tránh văn phòng Tổng thống Ihor Zhokka, cho biết người đứng đầu nhà nước Ukraine bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Theo ông Zhokka, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lắng nghe đề xuất ngừng bắn của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, nhưng ký ép sẽ tìm kiếm giải pháp bằng các phương pháp khác. Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine phát biểu rằng, Thủ tướng Orbán đã bày tỏ suy nghĩ của mình đây không phải là quốc gia đầu tiên đề cập đến những kịch bản có thể xảy ra như vậy. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lắng nghe người đối thoại, nhưng quan điểm của ông Zelensky là khá rõ ràng, dễ hiểu và được nhiều người biết đến. Quan chức này cho biết thêm, vấn đề ngừng bắn không thể được xem xét tách biệt khỏi tình hình hiện tại và Ukraine sẽ tìm cách giải quyết xung đột bằng cách tổ chức các hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Theo tờ The Kiev Independent, Ukraine trước đó đã bác bỏ việc tạm dừng chiến sự cho rằng việc này sẽ chỉ tạo cơ hội cho Liên bang Nga tập hợp lại lực lượng của mình. Thay vào đó, Ukraine đã đề xuất Thụy sĩ đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu vào tháng 6 vừa qua mà không có sự tham gia của Moscow để xem xét các bước đi tới hòa bình. Kỳ ép kinh quyết với lập trường đề xuất ngừng bắn chỉ có thể đạt được khi công thức hòa bình của tổng thống Volodymyr Zelensky được thông qua. Công thức hòa bình được ông Volodymyr Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Đây là một bản đề xuất gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu như Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Hungary đã nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Liên minh châu Âu EU, cũng như các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, làm suy yếu các nỗ lực viện trợ của phương Tây cho Ukraine. Thực tế này đã dẫn đến mối quan hệ xấu đi giữa Ukraine và Hungary, vốn đã căng thẳng trước năm 2022. Trong chuyến thăm Kiev lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Hungary đã nói với các nhà báo sau cuộc hội đàm song phương cùng Tổng thống Ukraine rằng cuộc gặp của họ là một bước quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề lâu dài giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các vấn đề tồn tại lâu dài giữa hai nước và các bước hướng tới cải thiện quan hệ. Tờ European Pravda cho biết, Tổng thống Ukraine đã phát biểu rằng nội dung cuộc đàm phán của chúng ta ngày hôm nay có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận song phương trong tương lai giữa hai quốc gia, và điều này sẽ điều chỉnh mối quan hệ của chúng ta. Về phần mình, Thủ tướng Hungary lưu ý, chúng tôi muốn thiết lập quan hệ giữa hai nước và ký một thỏa thuận hợp tác với Ukraine, tương tự như những thỏa thuận mà Hungary đã ký với các nước láng giềng khác. Thủ tướng Hungary cũng đề nghị hỗ trợ hiện đại hóa Ukraine và ca ngợi những tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề của người thiểu số Hungary ở Ukraine. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đồng ý mở trường học đầu tiên dành cho trẻ em nói tiếng Ukraine ở Hungary. Trước đó vào hôm 1 tháng 7, các nguồn tin giấu tên ở Budapest đã chia sẻ với tờ Guardian rằng chuyến thăm của Thủ tướng Hungary được xác nhận sau các cuộc đàm phán về quyền của người dân tộc thiểu số Hungary sống ở Ukraine. Thành viên câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Dijkabostier cho rằng sáng kiến của Thủ tướng Hungary không đáp ứng được quan điểm của chính quyền Ukraine. Thêm vào đó, Nga đã nêu quan điểm của mình là sẵn sàng tiến hành đối thoại về hòa bình, chứ không phải về một lệnh ngừng bắn tạm thời. Vì vậy, theo chuyên gia Steele, sáng kiến của Thủ tướng Hungary hiện nay khó có thể thực hiện được. Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết, Moscow không mong đợi bất kỳ kết quả nào từ chuyến thăm của Thủ tướng Orbán tới Kiev. Khi được đề nghị bình luận về chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, chúng tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ chuyến thăm, và có lẽ chúng tôi không có quyền bình luận về vấn đề này. Ông phát biểu thêm, Hungary đã đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu và nước này rõ ràng phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ rằng, trong trường hợp cụ thể này, trọng tâm sẽ là các nghĩa vụ của Hungary đối với lợi ích của Bruxelles hơn là lợi ích quốc gia của Hungary. Mặt khác, ông Peskov nhấn mạnh, ông Orbán nổi tiếng là một chính trị gia biết cách bảo vệ lợi ích của đất nước một cách khá cứng rắn. Thủ tướng Orbán là một trong những nhà lãnh đạo liên minh châu Âu EU được cho là thân Nga. Ông thường xuyên phản đối nhiều sáng kiến của EU nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Moscow. Đầu năm 2024, các nhà lãnh đạo EU phải mất nhiều tuần để phá vỡ quyền phủ quyết của Thủ tướng Hungary về việc gia hạn khoản viện trợ mới 50 tỷ euro cho Ukraine. Trong khi đó, Hungary duy trì các kênh liên lạc mở với Nga. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thăm Nga ít nhất 5 lần kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra, gần đây là chuyến đi đến Saint Petersburg tham dự diễn đàn kinh tế. Giới chức Nga cũng tuyên bố, bất cứ đàm phán nào về hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Trung Quốc có thể sắp xếp một hội nghị hòa bình, trong đó có Nga và Ukraine. Tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin đưa ra các điều khoản bắt buộc cuộc đàm phán ngừng bắn bao gồm việc Ukraine giúp quân hoàn toàn khỏi khu vực đã bỏ phiếu để trở thành một phần của Nga và đảm bảo rằng buộc về mặt pháp lý, Ukraine không bao giờ gia nhập NATO. Dù bác bỏ các đề xuất ngừng bắn của Hungary, Kyiv gần đây đã phát đi tín hiệu sẵn sàng chấm dứt giao tranh. Phó tránh văn phòng Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, Ukraine muốn hòa bình càng sớm càng tốt. Tuần trước, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh rằng Kyiv không muốn kéo dài chiến tranh hoặc khiến cho chiến tranh kéo dài trong nhiều năm. Đài RT Nga dẫn tuyên bố của ông Zelensky trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel hôm 27 tháng 6 rằng Ukraine không muốn kéo dài chiến tranh. Chúng tôi không muốn chiến sự kéo dài trong nhiều năm. Chúng tôi có nhiều người bị thương và tử trận trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra một kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng nữa. Ông Zelensky đã tới Bruxelles để ký một thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu nhằm đảm bảo hỗ trợ quốc phòng cho Kiev, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí và huấn luyện binh sĩ Ukraine đây là lần hiếm hoi ông Zelensky đưa ra nhận xét về mức độ thiệt hại và thương vong mà Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi. Kiev từ lâu đã giữ kín số thương vong trong cuộc xung đột với Nga. Thay vào đó, họ khẳng định đã gây ra thiệt hại lớn cho quân đội Nga. Hồi tháng 2 năm nay, ông Zelensky tuyên bố có 31.000 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong hai năm xung đột. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Belousov ước tính, Kiev đã mất 35.000 binh sĩ chỉ riêng trong tháng 5. Trước đó, người tiền nhiệm Sergei tuyên bố vào tháng 2 rằng Ukraine đã mất ít nhất 440.000 quân trong suốt cuộc xung đột. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!